Vâng. Như vậy là Kiệu Song Hành và một Kiệu Bát Cống đã về khu vực sân Đình Làng các bạn nhé. Và giờ này là 19:30. Các cô Kiệu vẫn còn đang trên đường di chuyển về. Còn Long Đình nữa chưa thấy. Kiệu Võng, Kiệu Long Đình, Kiệu Song Hành và Bát Cống. Và tất cả các cô Kiệu đã về đến sân đình.
chúng tôi ghi thêm một đoạn hình nhớ ít phút nữa là chia sẻ, là xin tạm biệt quý vị chị và các bạn. Đây là kiệu Long Đình về sau đây. Hội làng tôi Thank you.